Dạ, xin chào quý vị các bạn. Hôm nay xin mời quý vị các bạn chúng ta cùng đi dạo bãi biển Vũng Tàu quý vị. Bãi biển Bãi Sao đường Thị Dân chiều cuối ngày tháng 3 năm 2017. Dạ, hôm nay không phải là ngày cuối tuần nên là lượng khách cũng không đông lắm. Thường là bãi biển Vũng Tàu là đông nhất là chiều thứ bảy, chiều thứ sáu, chiều thứ bảy rất là đông. Các bạn chơi cát kìa. Dạ, hôm nay cảnh buổi chiều biển Vũng Tàu rất là đẹp quý vị. Rất nhiều du khách đang tắm biển. Dạ, gió rất là mát, gió hiu hiu, hôm nay gió không có mạnh lắm nên là không khí biển rất là trong lành quý vị. Dạ, xa xa nhìn về khu vực núi nhỏ và khu vực ở Hòn Bà quý vị, Miễu Bà nằm ở phía trước Ngũ Huynh Minh Phong. Dạ, đi dạo biển ở khu vực thành phố biển Vũng Tàu thì khá là thích thú quý vị. Và biển Việt Nam mình thì rất là đẹp quý vị. Khu vực Vũng Tàu hôm nay là sóng trắng xóa luôn. Đây sóng biển rất là đẹp quý vị. Sóng biển Vũng Tàu rất là đẹp. Gì? Dạ, khu vực này là khu vực ở trước bãi biển của khách sạn
bãi biển trước khách sạn Imperial, khách sạn 5 sao ở Vũng Tàu. Giờ này chuẩn bị lên đèn quý vị. Đây khu vực bãi biển lên đèn rất là đẹp. Giờ nhìn về khu vực ở ngoài biển. Dạ, cảm ơn quý vị rất là nhiều đã có dạo biển khu vực Thị Vân, thành phố Vũng Tàu, biển 7 sao. Cảm ơn quý vị, hẹn gặp lại quý vị những video tiếp theo.